Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Zero Bug Hobby Channel. Trong video ngày hôm nay, mình xin được giới thiệu với các bạn đến món đồ chơi DXQ Way đến từ series Super Sentai, Double Super Sentai, Jewelger. Thì như thường lệ, chúng ta hãy cùng xem qua thật nhanh cái hộp của món đồ chơi này trước. Thì ở đây, các bạn sẽ thấy đằng trước này là dạng robot của Cube Way, Do Dekaio. Thì QA cũng là Q cuối cùng, Q số 10. Và với QA cùng với 9 Q còn lại và 4 Q weapon, chúng ta sẽ chọn có dạng hợp thể cuối cùng, Y Tosai Dodeka King. Tên dài khó nhớ quá. Y Tosai Dodeka King. Nó chỉ là kết hợp tên của mấy cái gắt tay trước đấy lại với nhau. Thì đây, các bạn sẽ thấy là cái kích thước, so sánh kích thước của cái dạng hợp thể cuối cùng này với cả Chuo King. Thì đấy, vậy thôi, đó là thông tin của hộp đồ chơi. Thì bây giờ nhân vật chính của chúng ta, Cube Way. Đây là Cube Way ở dạng Cube, không phải dạng Animal. Ở dạng Cube thì nó là một cái khối to đùng như này thôi. Đấy, các bạn thấy rất là to. Và ở cái dạng khối này nó chỉ như này thôi, nó không có cái chức năng gì đặc biệt. Và màu chủ đạo của nó như các bạn thấy là màu đỏ đen, và có một vài chi tiết màu bạc và trắng nữa. Thì đây, để chuyển sang dạng Way là dạng Animal, thì chúng ta sẽ cần đến cái thanh màu xanh này như là một cái chìa khóa. Thì ở cái dạng này, muốn chuyển sang dạng Animal thì không thể chuyển bằng tay được, tại vì mọi thứ nó đều lock vào rồi, nó đều khóa chặt vào rồi. Ôi. Thì ở đây, cái phần này nó có thể tách ra được, do nó là cái khớp ở đây. Tại vì cái phần này là chúng ta sẽ nói đến sau về cái phần chuyển sang cái dạng hợp thể cuối cùng. Thì ở dạng Cube này thì sang dạng Emo, các bạn đút cái thanh màu xanh này vào cái lỗ ở đây. Thì các bạn nhìn ấy, để ý cái chỗ này này, nó sẽ đút vào đúng cái phần như này. Thì các bạn đút nó vào rồi ấn nó xuống. Đó, thì nó sẽ tự động mở hai cái cánh hai bên ra và hợp thành cái đuôi đó, của Chuo Way. Thì hợp thành cái đuôi xong rồi, thì đây chúng ta đã có Chuo Way. Đây các bạn thấy này, đó, nguyên hình của con cá voi. Thì trong các dạng Animal thì mình nhìn thì mình thấy là cái dạng Animal của con Chuo Way này là giống là gì ạ? À? Nó giống với gì ạ? À? Hình ảnh của con cá voi, giống với hình ảnh của Animal ngoài đời thực nhất. Những cái Q còn lại thì do là phải chuyển từ dạng Q sang, nên nhìn nó vẫn có một chút gì đấy kỳ quặc và hơi khác so với cái những cái động vật ở ngoài đời thực tế ấy. Thì mình thấy là con này là sát với thực tế nhất. Đây các bạn nhìn này, mắt này, phần hàm này, phần bụng ở phía dưới màu trắng này. Rồi, số 10 ở đằng trước này. Rồi đấy, phần trên này thì các bạn thấy là cái phần chìa khóa màu xanh ấy bây giờ nó chuyển thành giống như là cái nước nó phun lên từ con cá voi ấy. Đấy, thì để tạo ra hiệu ứng đấy thì các bạn thấy là có một cái nút màu trắng ở đằng trước này. Khi mà các bạn ấn vào nó đấy, nó sẽ tạo hiệu ứng ra cái vòi nước này nó nhấp nhô. Thì lý do tại sao là tại vì cái phần màu trắng này nó sẽ ấn vào cái phần màu xanh này, cái phần công tắc màu xanh này, đó, nó làm cho cái này nó nhấp nhô lên xuống. Rồi, vậy đó là tất cả các chức năng của Cube Way ở dạng Animal. Và bây giờ thì chuyển sang dạng robot Dodekaio. Thì chúng ta đầu tiên là cầm nguyên ở con Way này, dựng nó lên như này thôi.
dựng nó lên như vậy rồi. Thì giờ chuyển lên trên một chút, dựng nó lên rồi thì các bạn sẽ cầm nguyên cả cái phần này, các bạn xoay nó sang bên phải. Đó, xoay cái hai cái phần tay nó sẽ bật ra cả phần đầu cũng vậy. Rồi, bật ra như vậy rồi thì chúng ta sẽ cầm cái phần này và kéo nó ra. Rồi, kéo nó ra rồi thì các bạn để ý cái phần, hai cái phần này các bạn cầm và nhấc nó lên để tạo ra thành cái mặt ở bên trong. Thì cần cái phần tay này thì các bạn sẽ quay sang bên này. Các bạn thấy có hai cái táp ở đây, nó sẽ gắn vào hai cái lỗ này. Rồi, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong dodecaio. Thì đây thì mình kéo vào và chuyển cái camera lên trước để các bạn nhìn thấy rõ được cái mắt hơn. Cái mắt của anh chàng này thì cũng hơi tối vì nó ẩn sau cái phần màu đỏ này. Thì như lúc nãy là ban đầu khi mà ở dạng quay chuyển sang nó như này, kéo lên thì nó sẽ lộ ra cái mắt ở bên trong. Rồi, đây là dodecaio. Và cái phần này thì các bạn ấn vào cái phần màu xanh thôi. Đấy, thì nó tạo ra hiệu ứng bắn. Rồi, về phần kích thước của dodecaio thì đây, mấy con này to quá, mình phải chuyển camera lên xuống hơi bị nhiều. Thì đây, wide to side king, để các bạn nhìn đại khái cái kích thước của hai con này với nhau. Thì đây, con này kết hợp của 9 con thì đương nhiên nó phải to hơn con này rồi. Nhưng mà con này nó to gần bằng luôn. Thì là các bạn mường tượng được cái kích thước của cái con này so với cái dạng cắt tai mà chỉ có 3 con hợp thành ấy. Rồi, bây giờ thì đây chúng ta đã xong dodecaio QA. Thì bây giờ chúng ta hãy hợp thể tất cả mấy con này lại với nhau, hai con này lại từ 1 cho đến 10 để ra hợp thể cuối cùng. White Tosai Dodeca King, tên dài quá. Rồi, ok, bây giờ mình sẽ chuyển tất cả những con này lại trở thành dạng Q. Và đây, chúng ta có một đống hổ lốn từ 1 cho đến 10 cùng với 4 Q Weapon. Thì để chuyển hóa thì đầu tiên chúng ta sẽ cầm cái con Q số 10 này lên và tách hai cái phần này của nó ra. Hai cái phần này thì đây có hai cái lỗ, các bạn thấy là nó có cái tab ở chỗ này và ở bên đây là giúp nó gắn hai cái thanh này vào. Thì đây chúng ta sẽ tháo hai cái thanh này ra trước để lắp nó thành phần chân. Thì đầu tiên các bạn để ý là hai cái đấy nó sẽ lắp vào thành như này, nên chúng ta sẽ chọn cái phần bên, cái phần này, cái phần dẹt bên này nó hướng sang bên phải. Thì nó hướng sang bên phải thì là chân phải. Cái dẹt này hướng sang chân trái là chân trái. Thì đối với chân phải thì chúng ta sẽ lắp các Q từ 1 cho đến 4, thứ tự từ thấp lên cao. Đầu tiên là Q số 1, sau đấy là số 2, tiếp đến là số 3, cùng là 4. Rồi sau đấy chúng ta sẽ lắp cái phần này. Mình phải nói trước là cái con hợp thể cuối cùng này nó rất là cao đấy. Thế là đây, cái phần này lắp vào trong này rất rất là cao đấy. Oh my god. Rồi xong một chân. Tiếp theo là 5 6 7 8 cho chân trái. Vậy là xong hai chân. Rồi giờ mình để hai chân này sang một bên. Tiếp đến là phần này của con Q-Way. Thì chúng ta sẽ mở cái phần này ra, sau đấy hai phần bên này ra, mở ra như này. Rồi các bạn xoay nó xuống
như thế này. Rồi, chúng ta sẽ quay từ từ. Quay đằng trước này đã. Thì tạm thời để như này. Để xuống tại nó nặng quá, mình cầm muốn gãy tay. Rồi, đây cái con Cube Mogura này thì các bạn để nguyên nó ở dạng này. Rồi, chúng ta sẽ gắn nó vào phía bên tay phải. Đây. Đây các bạn để ý cái tab này, cái lỗ này nó tương ứng với cái tab và lỗ ở đây. Rồi. Sau đấy Kirin thì chúng ta sẽ mở ra như này. Mở cái đầu ra ở dạng bazooka ấy. Đây các bạn nhìn này. Rồi, sau đấy các bạn sẽ gắn đây hai cái lỗ này, hai cái tab vào đây. Gắn như vào, vậy chúng ta đã xong phần tay phải. Rồi tiếp theo là Kuma. Kuma thì các bạn cũng để nguyên ở dạng cube này thôi. Cái phần này hướng lên trước. Đây, hai cái tab ở đây. Rồi. Oh my god. Con này mở ra như này. Mở ra bằng dạng animal. Rồi chúng ta gắn nó vào đây. Rồi, chúng ta cầm nguyên cả cái con này. Chúng ta sẽ gắn hai chân nó vào. Đây, chân trái trước. Thì ở phía dưới này các bạn sẽ thấy đây hai cái lỗ để gắn vào hai cái cục tròn này. Một bên. Hai bên, ôi trời mà. Vậy là xong được phần chân. Bây giờ chúng ta sẽ đến gì à? Đây, phần ngực. Phần ngực thì đây chúng ta sẽ cầm cái Cube Rhino này, số 9. Các bạn mở nó lên như này. Để cái số 9 này về trước mặt con Rhino. Rồi các bạn hàng sau đây. Các bạn cầm cả cái đầu Rhino các bạn nhét vào thôi. Rồi, nghe click một cái là nó đã vào rồi. Rồi, vậy là các bạn đang được nhìn thấy từ một. Thực ra các bạn chưa thể nhìn thấy được thì nó đã to quá. Đây cube cái phần chìa khóa này thì các bạn tách cái phần này ra, nó là hai phần kết hợp vào với nhau. Thì đây các bạn tách cái phần này ra, phần này thì các bạn gắn lên phía trên. Đây, các bạn gắn lên phần đây. Nó có hai cái tab ở trên này. Các bạn gắn nó lên. Rồi, cuối cùng là phần đầu của cái hợp thể này. Thì chúng ta sẽ... Ở phía bên này nó có một cái gạt màu đỏ rất là nhỏ ở đây thôi. Các bạn gạt nó ra. Nó chính là phần đầu. Gạt nó ra, rồi các bạn gắn cái phần này vào. Cái phần này nó gắn nó hơi kỳ lạ một chút, là nó sẽ chỉ gài cái phần này này. Nó gài vào cái... Có một cái khe ở giữa cái đầu con này. Nó gài vào vậy thôi, chứ nó không kiểu gắn chắc chắn vào. Nó chỉ là gài vào như này thôi. Đó. Rồi. Vậy là chúng ta đã xong hợp thể Tosai Y Tosai Dodeca King. Vậy là chúng ta đã xong hợp thể rồi. Lại chúa nó to quá. Đây, mình không nghĩ là mình có thể fit hết nó vào camera. Từ từ để mình lùi cái phần mình ghế mình đang ngồi. Bây giờ mình phải đứng lên rồi đấy. Mình phải đứng lên rồi đấy. Đây, các bạn cứ bỏ qua cái phần background đi. Đó là mấy con Transformer mình mới mua thôi, nhưng mà đây đấy, các bạn thấy là mới chuyển nhà là đồ nó
bừa phứa hết ra, mình đành phải chấp nhận vậy thôi. Thì đây các bạn nhìn tổng thể của nó, y tosai dodeca king, các bạn sẽ nhìn thấy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Cả 10 số đều nhìn thấy ở phía trước cái này. Đầu tiên thì mình phải nói là mình cũng khá là thích cái hợp thể này, bởi vì nó khá là to và kết hợp tất cả từ 1 đến 10 lại với nhau. Nhưng mà như các bạn đã thấy là còn ở trên bàn kia vẫn còn lại một số các chi tiết thừa, thì đấy là cái mà mình không thích. Nhất là với một collector như mình là mình không hề thích cái việc mà việc hợp thể xong rồi thừa mớ ra những phần như vậy, vì mình không biết phải để những cái phần thừa như vậy ở đâu và trưng bày nó như thế nào. Vậy nên mặc dù mình rất là thích cái hợp thể này nhưng mà mình vẫn phải cho nó xuống dạng, cho nó xuống hạng thứ hai sau cái hợp thể White Tosai King, tại vì cái hợp thể đấy không thừa một chút nào cả và vẫn rất là đẹp. Thì đấy, đấy là ý kiến cá nhân của mình. Nó đẹp nhưng mà không phải là hoàn hảo đối với mình, bởi vì nó thừa quá nhiều. Rồi, đó là tất cả những chức năng của cái Keyway này và dạng hợp thể cùng của nó. Và cũng là, mình nghĩ là cũng là video cuối cùng về Double Sentai Yu-Gi-Oh mà thôi. Thì đây, hoàn thành hợp thể cuối cùng rồi mà. Thì đó là tất cả những gì mình muốn giới thiệu với các bạn trong video ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Tạm biệt.